Xin chào anh chị nhà đầu tư ha. Chào mừng anh chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán NMC Finance. Thì như thường lệ cuối ngày em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay một phiên mà có những cái yếu tố nó nhúng lại về những cái ngưỡng kháng cự trước đây mà khi mà cổ phiếu nó mà gọi là thị trường của chúng ta nó có những cái tín hiệu nó bước thoát qua thì đây chính là những cái thời điểm hỗ trợ chính là quanh ngưỡng vùng 1080 đến vùng 1100 đây là những cái ngưỡng hỗ trợ mà em cũng có cập nhật với anh chị mình ở những cái video trước cũng như là những cái những sự nhận định của 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 trên cái room cộng đồng cũng như là trong cách rum khách hàng nếu mà anh chị mình có theo dõi trong cái những cái nhận định đầu phiên của em anh chị ha thì trong những cái nhịp đầu phiên này thì em cũng có đi qua mình nhận định về một cái bài nhận định ngắn là cái việc mà thị trường áp lực chốt lại nhịp đầu trong những cái xu hướng tăng thì đây mình em vẫn nhận định đây là một cái nhịp chốt lại đầu tiên trong một cái xu hướng tăng chứ không phải là những cái đợt phân phối hàng gọi là phân phối để mà nó có những cái tín hiệu nó điều chỉnh giảm sâu tại vì sao tại vì anh chị mình nên gọi là mình cũng nói là nếu mà mình có những cái yếu tố mình trải qua được một cái thị trường của chúng ta có những cái nhịp điều chỉnh á thì chị mình sẽ thấy được một cái vấn đề á một khi mà thị trường chung của chúng ta đối với những cái nhịp độ mà khi mà nó bắt đầu nó đi ngang á thì thị trường của chúng ta mới dễ gọi là khi mà những cái điểm gãy á, thì mà nó mới dễ gãy sâu còn những cái yếu tố mà khi mà nó vừa mới bút thoát khỏi một cái xu hướng thôi thì những cái việc mà áp lực chốt lại là nó luôn luôn hiện hữu và nó là hiển nhiên anh chị lưu ý ha đó là những cái nhịp chốt lại đầu tiên nó chưa nói lên được gọi là nó không phải là một cái vấn đề mà thị trường của chúng ta nó sẽ điều chỉnh ngay mà nó sẽ cho thấy một cái vấn đề là các áp lực chốt lại nó dần hiện hữu và để mà tạo ra được những cái điểm chiết khấu để mà nó thu hút cho những cái lượng tiền bên ngoài gọi là những cái lượng cung bên ngoài gọi là những cái lượng cầu bên ngoài người ta tham gia vào kích thích tham gia vào trở lại đối với thị trường của chúng ta nó là đối với chị mình Nên là chị mình thấy nè khi á một khi á mà thị trường của chúng ta thanh khoản gia tăng nhưng mà gọi là biên độ của cổ phiếu nó không tăng thì nó mới dễ tạo ra những cái nhịp điều chỉnh lớn anh chị lưu ý ha à, giống như những cái giai đoạn này nè là cứ đi ngang thanh khoản gia tăng nhưng mà cổ phiếu nó không tăng nữa thanh thị trường chỉ số của chúng ta không tăng nữa thì nó mới dễ điều chỉnh một cái nhịp giảm sâu tương tự như thế này anh chị ha đấy, đang đi trong một cái nhịp đi ngang trong một cái nhịp độ đi ngang thanh còn tăng nhưng mà sao anh chị giá biên độ của thị trường biên độ chỉ số nó không tăng nữa thì nó mới dễ điều chỉnh giảm sâu đấy đây này tương tự như thế này cũng là những cái nhịp đi ngang này đi ngang này đấy, đi ngang một thời gian lâu nó mới dễ giảm sâu còn đây sao anh chị còn đây là thị trường của chúng ta nó mới vừa bước thoát xu hướng thôi nên là cái việc mà yếu tố áp lực chốt lại trong ngắn hạn là nó diễn ra mà những cái yếu tố áp lực chốt lại diễn ra trong ngắn hạn như thế này này thì khi một khi nó điều chỉnh về là những cái ngưỡng hỗ trợ thì đây sẽ là những cái thời điểm để mà nó thu hút những cái lượng cầu bên ngoài người ta tham quay trở lại đánh một một cái và tiếp diễn cho một cái gọi là cái vòng mới tiếp theo đối với thị trường thì cái điều này em cũng có nhận định trong cái gọi là cái về những cái video hay là về những cái cập nhật trong cái room cộng đồng cái room khách hàng của mình ha nên 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 là khi mà cái yếu tố gọi là áp lực chốt lại nhịp đầu tiên trong một cái xu tăng thì các dòng tăng chính á, thì tạo ra những cái biên độ chuẩn để mà nó hấp thụ những cái yếu tố chốt lại nhịp đầu cần một vài phiên để mà nó tạo ra những cái thế cân bằng càng cung cho những cái dư địa mới hoặc nó nó sẽ cần những cái điểm nhúng chiết khấu để mà loại bỏ những cái áp lực cung ngắn hạn cũng như thu hút những cái lực cầu quay trở lại để mà nó hình thành nên những cái nhịp mới thì dòng tiền thì trong cái phiên ngày hôm qua nó chạy đến những cái điểm trọng của những cái nhóm ngành bất động sản hay là nhóm ngành bên đi thì thị trường ngày hôm qua nè giảm 14 điểm quay về cái mốc kháng cự trước trước khi nó có những cái dấu hiệu bất tốt là vùng 1080 đến vùng 1100 thì vùng này cũng là những cái cũng là trở thành những cái điểm hỗ trợ ở những cái điểm nhúng trong những cái phiên sắp tới thì áp lực chủ đạo nó không đến từ những cái nhóm ngành chính của thị trường mà hôm qua nó đến từ những cái nhóm ngành mang tính chất gọi là những cái mã cổ phiếu trụ mang tính chất điều tiết á giống như là Vietcombank, công anh vĩnh này anh chị mình xem qua cái đồ thị ngày hôm qua của các cổ phiếu này anh nhìn thấy không Vietcombank hôm qua giảm ba phần trăm hay là vĩnh nè. hôm qua cũng giảm đâu đó là khoảng gần ba phần trăm hay là Vinhome hôm qua giảm đâu đó là ba phần trăm nó làm cho cái yếu tố gọi là áp lực lên chỉ số của chúng ta nó vô hình chung nó tạo ra những cái vấn đề đè nén về mặt tâm lý nên là khi mà những cái yếu tố gọi là mình nhìn nhận gọi là mình nhìn nhận không kỹ á thì rất có thể làm chị mình gọi là bị bán ở những cái vùng giá thấp sau đó là sau những cái nhịp kéo lại về chiều ngày hôm nay á thì bắt đầu là mình lại tham gia lại ở những cái vùng giá cao nói nên là nó tạo ra những cái hiệu ứng nó quay cuồng đối với thị trường như thế thì nó gọi là nó mang lại gọi là nhìn chung á là nó sẽ tạo ra mình một cái thế bất lợi bất lợi đầu tiên về bất lợi về những cái vị thế bất lợi thứ hai á là bất lợi về những cái gọi là cái cái cái, cái thời điểm t cái lượng hàng về anh chị lưu ý ha đấy nên là em muốn có cập nhật với anh chị mình tạo tâm lý là chủ yếu đấy thường các nhịp đi ngang điều chỉnh á Đấy, đi thì nó mới dễ điều chỉnh sâu. Còn hiện tại á, thì xu hướng nó đang duy trì trong một cái trên tăng chủ đạo. Hàng chốt lại ngắn hạn tăng được hấp thụ và hoặc là và nó đem những cái mã cổ phiếu là chủ yếu thôi. Anh chị ha, thì nhịp điều chỉnh trong đà tăng là cần thiết cũng như những cái cơ hội nó sẽ mở ra cho những cái điểm vào mới trong những cái nhịp sau này. Thì tâm điểm vẫn là các dòng tết lại ở những cái vùng nền kháng cự trước hoặc là nó dự giá và có những cái xu thế về mặt dòng tiền vào. Thì trong cái á, ở giữa phiên em cũng có cập nhật với anh chị Minh à, là áp lực phiên sáng nay nè Tăng, gọi là năng tiếp diễn theo cái đàn của cái phiên ngày hôm qua kéo về vùng 1080, vùng 1100 thì lượng hàng về phiên chiều này nay thường sẽ nó tăng thêm những cái lượng cung nên là nó sẽ gây đem thêm một chút áp lực cho chỉ số của chúng ta rung lắc quanh hấp thụ tốt cái nhịp này thì nó sẽ có một cái dư địa tăng cho những cái nhịp tiếp theo trước mắt là những cái nhịp gọi là mình kỳ vọng cho những cái nhịp test định trước mắt nếu mà cái xung lực tốt thì nó sẽ tạo ra một cái dư địa nó dài hơi hơn nhưng mà cái tô tô lại á thì mình vẫn đánh giá những cái điểm này những cái khoảng thời gian này là những cái khoảng thời gian điều chỉnh để cho nó nó gọi là nó lung chuyển về mặt dòng tiền nó tạo ra những cái dư địa tạo ra những cái câu hỏi mới đối với một vài cái mã cổ phiếu trong cái phiên ngày hôm nay anh chị ha thì nhìn chung là các nhóm gọi là sáng nay các mã cổ phiếu trụ mang tính chất điều tiết điều chỉnh là chủ yếu nè có những cái mã cổ phiếu giống như là vinhome mà gọi là Vinamilk hay là SAB hay là Masan ấy thì chị mình xem qua này Vinhome này sáng nay cũng có những cái tín hiệu nó giảm rất là gọi là nó vẫn có những cái yếu tố điều chỉnh rất là mạnh này hay là kể cả Vietcombank trong phiên sáng nay nó cũng có những cái điểm nhúng này hay là SAB này trong phiên sáng nay này nó cũng giảm nó cũng giảm nó gây ra một cái tín hiệu nó mở gáp này nó là tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý về mặt thị trường của chúng ta để mà nó loại bỏ những cái cung hàng trong ngắn hạn có nghĩa là những cái lượng hàng mà nhà đầu tư mình yếu bán vía mình gọi là mình gọi là mình sợ đối với thị trường á mình rất là dễ bán ra trong cái phiên ngày gọi là trong ở ở những cái vùng giải thấp trong ở, ở gọi là ở những cái nhịp trong cái phiên ngày hôm nay thì sau đó cuối phiên nó lại có những cái tín hiệu nó kéo về nó làm cho cái tâm lý của anh chị mình nó cực kỳ khó chịu ha thì một vài điểm chiết khấu thì mình sẽ cập nhật đối với anh chị mình anh chị ha thì đó nè thì hôm nay em có tham gia quay trở lại đối với mã cổ phiếu của BVS có nghĩa là trước tết mình đã tham gia BVS một lần rồi hôm nay là tiếp tục mình gia tăng hoặc là những cái cổ phiếu yếu á thì chỉ mình có thể chuyển đổi sang mã cổ phiếu của BVS trong những cái nhịp này quanh vùng giá 25.2 Cầm trừ quanh cái vùng này với lại mã cổ phiếu của SSI trong khi ngày hôm nay thì nhìn chung là khi cổ phiếu nó có những cái tín hiệu nó dòng tiền vào nó tính những cái dòng gọi là yếu tố nó luôn chuyển về mặt dòng tiền á thì mình sẽ bắt đầu mình tham gia giống như là con đơn cử giống như là con bvs này khi mà những cái nhịp này là những cái nhịp mà dòng tiền vào nó đánh những cái nhịp điểm bắt gọi là bắt khỏi những cái vùng khác gọi là cái vùng tích lũy trước đây của cổ phiếu sau đó nó có những cái điểm gọi là điểm test về đó thì điểm test về ngày hôm nay á là nó điều test chung theo cái vấn đề về mặt thị trường thì sau đó sao chị nó không thủng khỏi những cái điểm hỗ trợ nền này mà nó có những cái tín hiệu nó dự giá tốt hơn so với thị trường chung của chúng ta trong cái phiên ngày hôm nay thì về mặt cuối phiên bắt đầu dòng tiền nó mò chạy lại thì em tham gia mà cổ phiếu này nếu mà anh chị mình bật qua cái chặt một giờ thì chị mình sẽ thấy yếu tố nó rõ rõ nét hơn về mã cổ phiếu của BVS nè thì yếu tố nè anh chị không điểm nhúng nè đây là những cái điểm nhấn của dòng tiền trong những cái phiên trước thì sau đó sao anh chị sau đó điều chỉnh gọi là điều chỉnh yếu tố Tết cạn cung nè sau đó dòng tiền mòi vào nè đây là những cái điểm mình lấy mình phiên phiên này mình lấy cái phiên này đúng không à? ạ đấy thì sau đó là sao anh chị nó tạo ra một cái dư địa tăng mới cho cổ phiếu thì trước mắt em kỳ vọng cho những cái cái vùng uh, gọi là quanh cái ngưỡng kháng cự gọi là kháng cự lớn trước mắt chính là quanh vùng giá 28 đối với cổ phiếu trong những cái nhịp gọi là nhịp độ hồi phục này của cổ phiếu bvs ha à, hay là mà anh hôm nay tại sao không tham gia thì tại vì ai nó không tương tự như thế có nghĩa là nó đang tạo ra một cái yếu tố gọi là tích lũy trên những cái vùng kháng cự có nghĩa là hiện tại đối với cổ phiếu nó đang có những cái nhịp độ tích lũy tốt hơn so với cái yếu tố các cổ phiếu còn lại những cái cổ phiếu mà nó tích lũy những vùng dưới này Thì mình gọi là Đấy là thuộc dạng gọi là cổ phiếu loại 2 Có nghĩa là nó sẽ bắt đầu nó tạo ra Khi mà các cổ phiếu loại 1 nó tăng á, Thì nó sẽ bắt đầu nó tạo ra những cái dư địa mới cho cổ phiếu loại 2 Còn đối với những cái cổ phiếu loại 1 Em đánh giá giống như là SSI tương tự như thế là khi mà mình nhìn qua cái chặt ngắn ngắn hơn một tí á, thì mình sẽ thấy được cái vấn đề gọi là các yếu tố của những cái yếu tố về mặt dòng tiền ha khi mà cái yếu tố dòng tiền nè nó tạo ra những cái yếu tố điểm môi trong tiền vào trở lại có nghĩa là nó gọi là mình nó về test lại những cái ngưỡng kháng cự trước bắt đầu cái dấu hiệu nó cạn cung nó hình thành sau đó đi đúng này đúng à. đấy thì đấy là chính là những cái phương pháp mà mình đầu tư có nghĩa là khi mà cổ phiếu nó giữ giá đó là những cái điều kiện cần điều kiện đủ chính là những cái điểm mồi về mặt dòng tiền thì mình sẽ tiếp tục mình like cho những cái dư địa tiếp theo thì đối với những cái nhóm ngành chứng khoán là những cái nhóm ngành mà thương nó sẽ có những cái xu hướng nó nhạy cảm đối với thị trường của chúng ta hay là phim trước thì em có tham gia mà cổ phiếu của nam kim nói phim trước mình tham gia mà cổ phiếu của nam kim ở cái phiên này này có nghĩa là cái lựa gọi là cái từ cái phiên này đấy là mình tham gia mà cổ phiếu của nam kim hôm nay cái lượng hàng về mình đã có lại đối với mặt cổ phiếu này thì hiện tại đối với những cái trạng thái mà đang tích lũy tốt á, thì rất có thể là trong những cái phiên ngày mai nó sẽ có những điểm nổ đối với nhóm ngành gọi là nhóm ngành uh, nhóm ngành thép cũng như nhóm ngành chứng khoán tại vì sao tại vì các hiệu ứng ngược trong giai đoạn anh chị mình rất là kỹ là cái mùa này cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà các doanh nghiệp người ta ra những cái báo cáo kết quả kinh doanh quý tư mà anh chị mình phải tập trung vào những cái nhóm ngành cứ nghĩa là những cái nhóm ngành á mà nó ra các, những các báo cáo kết quả kinh doanh xấu á cái kết quả kinh doanh xấu mà giá cổ phiếu nó không giảm có nghĩa là những cái sự phản ánh đó mình phải đánh giá được á là nó đã phản ánh ở xuyên suốt trong năm 2022 rồi mà cái việc mà mình đánh đi đánh giá mà cái giai đoạn này á mình phải quan trọng nhất á là cái gọi là cái sự phản ứng của giá cổ phiếu đối với những cái việc mà cái tin tức gọi là tin tức về báo cáo kết quả kinh doanh nó không thuận lợi như thế nó như thế nào thì những cái nhóm ngành chứng khoán và những cái nhóm ngành thép là hai cái nhóm ngành mà nó có những cái báo cáo kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong cái quý tư có thể là mình nói là gọi là mình có thể mình nói là trong cái quý ba quý tư năm 2022 vừa qua là hai cái quý mà nhóm hai cái nhóm ngành này làm ăn thầm tệ nhất từ trước gọi là trong những cái năm gần đây đúng không? đấy nhưng mà sao anh chị giá cổ phiếu nó vẫn không tăng mà thay vì đó nó vẫn tiếp tục nó tạo ra một cái dư địa cho một cái gọi là cái xu hướng mới thì đấy sẽ là những cái yếu tố để mà mình đi đánh giá qua được á là những cái kỳ vọng tiếp theo những cái quý tiếp theo cổ phiếu nó sẽ có những cái quá trình gọi là kinh doanh tích cực trở lại trước mắt thì mình sẽ kỳ vọng cho những cái đợt phục hồi tồn tại thích nghi và những sau đó là những cái giai đoạn phát triển thì những cái sự phản ứng này đối với cổ phiếu đang là một cái sự phản ứng tích cực nên là em cũng có cập nhật với chị mình á linh Thi mình sẽ tập trung rất là nhiều vào những cái nhóm ngành nó có những cái báo cáo kết quả kinh doanh xấu mà giá cổ phiếu nó có những cái sự phản ứng tích cực thì đối với hai cái nhóm ngành là những ngành chứng khoán và những ngành thép là cái hơi nhóm ngành chủ đạo trong một cái đợt gọi là đợt lung chuyển về mặt dòng tiền cái đợt gọi là đợt tạo ra những cái hiệu ứng ngược trong những cái giai đoạn này của thị trường của chúng ta ha nên là chỉ mình phần cần phải chú ý và mình cần lưu ý tới còn ngoài ra nó có thêm cái tín hiệu nó đi ngược dòng giống như là con BVS đấy hôm nay tham gia này hôm trước tham gia cái phiên này nè đấy đây là cái phiên gọi là tạo ra những cái phiên bắt đầu tiên, đấy bắt đầu tiên của cổ phiếu sau đó test lại đánh rất là bài bản, có nghĩa là nó loại bỏ đi những cái lượng gọi là lượng áp lực chốt lại trong ngắn hạn, sau đó nó lập tức nó có dòng tiền vào đánh bật tăng trở lại tạo ra những cái dư địa mới, đúng không à? ạ? đấy nên là khi mà cổ phiếu nó xác nhận những cái vùng, gọi là xác nhận cho những cái vùng trend mới thì mình sẽ kỳ vọng trước tiếp theo cho những cái quá trình gọi là về lại những cái vùng kháng cự dần dần mình sẽ nâng nâng dần cái mức target lên mình sẽ quan sát ở những cái độ hấp tụ cho những cái vùng nền kháng cự tiếp theo đó chính là những cái target của cổ phiếu ha đấy nên là những cái mã cổ phiếu mà nó có những cái thiên hướng như thế cái đặc tính như thế anh chị mình phần cần phải chú ý và mình cần phải quan tâm tương tự giống như là những cái điểm này này anh chị thấy không đang trong một cái xu hướng này cổ phiếu sau đó áp lực chốt lại phiên đầu tiên nó đâu có nói lên cái vấn đề gì đâu có nghĩa là nó phải cần có những cái yếu tố gọi là những cái nhà tôi mua ở những cái vùng dưới này người ta chốt lại ra hoàn toàn bình thường à, những nhà tôi tham gia ở những cái vùng này này những, những, cái dịp trước tết người ta bán ra chốt lại ra là hoàn toàn bình thường nhưng mà sao chị những cái nhịp đó rất là khó những cái lượng hàng gọi là những cái lượng hàng lớn người ta thoát ra được mà sao chị, nha, mà đa phần người ta sẽ thay máu về mặt dòng tiền, thay máu về những cái nhóm ngành cổ phiếu có thể là những cái cổ phiếu leader giai đoạn trước nó bắt đầu nó tạo ra những cái biên chuẩn để mà nó xuất hiện thêm những cái con leader cho những cái giai đoạn tiếp theo, giai đoạn sau này thì mình phải trong những cái nhịp điều chỉnh như thế thì mình phải nhận diện ra để mà chị chị, để mà trong những cái giai đoạn bật tăng tiếp theo cổ phiếu mình phải có mà, mình phải tham gia được những cái con mạnh nhất, mình phải tham gia được những cái con leader để mà mình thứ nhất là mình tạo ra được những cái gọi là cái biên độ lợi nhuận nó tốt nhất cái thứ hai á thì anh chị mình tham gia những cái con mạnh nhất á thì cái danh mục của anh chị mình nó sẽ an toàn nhất anh chị lưu ý ha chứ không phải là những cái con mà nó thuộc dạng gọi là nó yếu nó thấy anh chị mình thấy cái thị giá nó thấp tại vì sao anh chị tại vì nó cũng đều có cái lý do cả có nghĩa là nó không có dòng tiền thì gọi là cổ phiếu nó không có những cái yếu điểm nhắn về gọi là về những cái xung lực tăng còn những cái cổ phiếu mà leader thì dòng tiền vào rất là nhanh nên là cái nó phải cần có những cái yếu tố mà mình phải nhận diện ra sớm để mà mình cùng nhau tham gia đối với thị trường của chúng ta ha đó là những cái nhịp mà điều chỉnh trong những cái nhịp này, này em cũng có cập nhật với anh chị mình rất là kỹ là những nhịp này chính là cơ hội nó điều chỉnh để mà gì để mà để mà mình tìm kiếm cái cơ hội mình tham gia cho những cái nhịp độ sau chứ không phải là những cái nội sợ đối với thị trường của chúng ta đấy tại vì sao anh chị vừa nói bất thoát xu hướng rồi khi nào á một khi nào á mà bắt đầu nó tạo ra những cái biên độ đi ngang như thế này này lúc đó mình mới đi đánh giá qua là các sự phân hóa của cổ phiếu nó như thế nào cái dòng dẫn nó còn có những cái yếu tố còn những cái dư địa đang tiếp theo hay không để mà mình gọi là mình đánh giá mình hạ tí trọng hay là mình gọi là mình chốt lại mình chờ đợi những cái biên độ tiếp theo còn cái thời điểm này là cái thời điểm em vào đánh giá nó sẽ là những cái câu hỏi cho anh chị mình đấy nó tương tự giống như nhịp này này yếu tố chốt lại đầu tiên nè, sau đó nó bật tăng nó thêm một cái nhịp mới đấy thì em kỳ vọng trước mắt là những cái nhịp các cổ phiếu các cổ phiếu yếu á, nó sẽ test đỉnh còn các cổ phiếu leader nó sẽ tiếp tục là những cái bậc tăng tiếp theo anh chị ha nên là cái thị trường này là cái thị trường rung lắc nó sẽ là những cái cơ hội đấy trước mắt có thể là nó, trong những nhịp sắp tới nó sẽ tạo ra một cái dư địa gọi là nó tạo ra một cái vùng nền tích lũy mới này yếu tố cạn cung dần hình thành nhóm leader nó nhóm leader nó xuất hiện á thì cổ phiếu nó sẽ tiếp tục bật tăng nhưng mà những cái điểm nhúng này nó sẽ là những cái điểm mua giống như là trong cái phiên ngày hôm nay mình có tham gia mà cổ phiếu của BVS và và cổ phiếu của nhóm ngành là gọi là nhóm ngành chứng khoán SSI ha còn những cái mà, mà cổ phiếu tiếp theo trong cái phiên ngày mai các tạo ra những cái dư địa tết cung anh chị mình còn chú ý tới thì trong cái phần tiếp theo video em với chị mình sẽ cùng điều quay mình đánh giá và cùng em sẽ gửi đến cho anh chị mình để mà mình có thể mình lưu ý cho những cái cái phiên ngày mai ha nếu à, thì à, nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận 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 những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha rồi Uh, tiếp theo mình sẽ đi qua mình uh, phân tích về một vài cái mã cổ phiếu và những cái điểm nhấn của cổ phiếu anh chị mình cần quan tâm trong cái phiên ngày mai thì em với anh chị mình sẽ cùng đi qua mình đánh giá ha à, rồi thì uh, cái tâm điểm những cái cái uh, mã cổ phiếu mà nó tốt nhất trong cái phiên ngày hôm nay giống như là những cái trạng thái của BVS này em cũng có cập nhật với anh chị mình rồi á thì đây là chính là đây là cái điểm mua đầu tiên đấy đây là điểm mua đầu tiên này đây là những cái điểm mua xác nhận đấy hôm nay là điểm mua xác nhận thì những cái mã cổ phiếu này kỳ vọng target nó sẽ về là ngày hai rồi tiếp theo qua những cái mã cổ phiếu giống như là BSR thì hôm nay chính là những cái điểm test. Đấy, ngày mai nếu mà cái xung lực nó vào tiếp tục đây sẽ là những cái điểm mua tiếp theo đối với cổ phiếu ha. Thì hôm trước mình tham gia có con mà cổ phiếu của BSR ở cái phiên này nè. Có nghĩa là phim trước Tết em tham gia. Đó có nghĩa là ngày gọn gọi là cái hàng về hàng về sau Tết á, đang tạo ra những cái còn lại rất là lớn. Thì nếu ngày mai nó bùng nổ bật tăng bất tăng rất tiếp tục á thì mình sẽ tiếp tục mình gọi là gia tăng cái tỷ trọng để mà mình kỳ vọng cho những cái nhịp độ này nó về lại vùng giá hai quanh chính là những cái điểm kháng cự tiếp theo đối với cổ phiếu khi mà nó tạo ra được những cái yếu tố rắc khỏi những cái vùng gọi là vùng nền tích lũy này đấy nếu mà anh chị mình có theo dõi được là cái con này á vượt giá 16 này và sẽ vào một cái nhịp gọi là vào một cái trend tăng mới đúng không à. ạ? thì nếu mà nhận diện sớm thì mình sẽ tham gia được những cái vùng giá nó hấp dẫn hơn, có nghĩa là từ những cái phiên điểm mò dòng tiền này này, mình tham gia được. sau đó không thì mình phải chờ đợi gọi là vượt giá 16 đấy là những cái thời điểm để mà nó vào một cái xu thế mới. còn đây chính là những cái điểm gọi là bùng nổ bất thoát này, sau đó đi test lại đánh rất là bài bản. ngày mai nếu mà cái trường hợp dòng tiền vào bùng nổ bật tăng mở biên á, đây là những cái điểm đánh tiếp theo, kỳ vọng cho những cái vùng gọi là cái giai đoạn sắp tới nó sẽ về lại vùng giá quanh 20 anh chị lưu ý ha. đấy, còn tiếp theo qua những cái coi là bi là những cái con gọi là thuộc dạng leader giai đoạn trước nhưng mà bắt đầu giai đoạn này sao chị bắt đầu cái biên độ nó dần lỏng dần, nói dần lỏng dần này nó là nó hầu như là nó gặp lại những cái vùng kháng cự này nó phải tạo ra những cái gọi là nó cần có những khoảng thời gian để mà nó tạo ra những cái mức độ nó hấp thụ nó là có thể trong những cái khoảng thời gian sắp tới thì cái nhóm ngành B á thì nó sẽ chuyển giao về những cái con leader có nghĩa là những cái con này nó bắt đầu nó gặp những cái vùng kháng cự lớn của cổ phiếu thì nó sẽ có những cái dư địa nó thu hẹp dần và nó tạo ra những cái biên chẩn mà nó không còn thanh thoát giống như là giai đoạn trước nữa để mà nó thay vào đó nó những cái mạng cổ phiếu giống như là nó vừa mới bứt thoát một cái nền giống như là BVS giống như là BSR nó sẽ thay thế vào những cái con giống như là BVD để mà nó dẫn dắt cho một cái nhóm ngành dầu khí trong giai đoạn sau anh chị lưu ý ha nên là nhóm ngành dầu khí đối với trạng thái của BVD thì nó chỉ phù hợp cho những anh chị nào đang cầm nắm để mà mình chờ đợi những cái biên tăng tiếp theo để mà mình canh dần những cái yếu tố mình chốt lại dần hoặc là mình sẽ canh những cái mức chặn lại đối với cổ phiếu thì tạm thời mức chặn lại nó sẽ rơi vào khoảng giữa 20 đối với mặt cổ phiếu của BVD nên, nhưng mà đối với một cái yếu tố mà các cổ phiếu giống như là BVS hay là BR nó đang có những cái xung lực nó tốt á thì nó rất, rất có thể nó vẫn sẽ lan tỏa qua đối với những cái con BVD nhưng mà đối với những cái biên độ lỏng lẻo như thế này thì em đánh giá là nhìn chung là để mà ưu tiên thì em sẽ không ưu tiên giai đoạn này Đấy, chỉ ưu tiên những cái con mà nó có những cái mức độ nó tích lũy nó tốt dòng tiền vào những cái nhịp sau này nó tốt hơn anh chị lưu ý ha giai đoạn trước mình đánh BV, bvd nhưng mà những cái giai đoạn sau này mình đánh bvs bvr thì nó sẽ phù hợp hơn ha hay là những cái con giống như là con bvc cũng thế thôi đang tạo ra một cái gọi là cái vùng tích lũy mới này nó tạo ra những cái mô hình nên trong nên có nghĩa là bung nó là dòng tiền bung nổ này tạo ra một cái vùng nền mới này dòng tiền bứt thoát đi lên này tạo ra một cái vùng nền mới này ngày mai bung nó bứt thoát cùng giá 16 anh chị mình đánh cho tăng được vẫn được đối với những con này kỳ vọng cho vùng giá 18 đến giá 20 đối với cổ phiếu ha đó là nhóm ngành gọi là nhóm ngành dầu khí Nói tiếp theo qua nhóm ngành chứng khoán này những khoán thì em ưu tiên những cái mã cổ phiếu thì đầu tiên chính là những cái con giống như con VND thì VND thì là những cái con tự trên những cái vùng kháng cự có nghĩa là nó đã xu hướng nó đã rắc lên rồi Nói thì sau đó nó test lại nhưng mà cái volume test nó hơi lớn thì ngày mai chính là những cái phiên mà cái phiên này em đánh giá là cái sự FOMO nó có nó nhiều đối với con VND nên là cái phiên chiều mai nó mà nó tiếp tục nó xuất hiện những phiên tích cung á hay là nó xuất hiện những cái điểm đánh gọi là điểm dòng tiền vào hấp thụ tốt á thì chỉ những cái điểm này là vẫn là những cái con những cái điểm đánh đối với cổ phiếu VND anh chị lưu ý ha nó là cực kỳ chú ý tới những cái mà cổ phiếu này trong cái phiên ngày mai mà những cái yếu tố hấp thụ trên những cái vùng nền này này đây sẽ là những cái con nó khỏe anh chị lưu ý ha tương tự như thế là Tại SSI cũng SSI nó cũng là những cái mã cổ phiếu mà nó tích lũy trên những cái vùng nền trên. Có nghĩa là lượng hàng một lượng gọi là lượng hàng lượng hàng hưng phấn này, hôm nay về nó hấp thụ hết. Đó thì hôm nay em mới tham gia quanh vùng giá 21.3 thôi. Đấy, đấy anh chị lưu ý ha, những cái con tích lũy trên nền, đấy sẽ là những cái con khỏe và những cái con leader cho những cái giai đoạn sau. Kỳ vọng vùng target của target lớn của cổ phiếu á nó phải về lại những vùng kháng cự quanh trên này nè có nghĩa là giá 24 giá 26 á, thì nó mới là những cái vùng kháng cự lớn còn bản chất những cái vùng kháng cự này em đánh giá nó cũng không phải là những cái vùng kháng cự lớn đâu đấy nên là mình có thể mình nâng cái mức target lên cao hơn một tí đối với cổ phiếu này khi mà nó vào một cái nhịp sóng đánh mới đối với cổ phiếu ha nó là cái phiên ngày mai nó cũng tương tự như thế tuy nhiên là cái mức độ gọi là đeo bám của SSI em đánh giá là thấp hơn so với VND nó là VND anh chị mình có thể mình ưu tiên vào cái phiên chiều mai á mình chờ đợi cái phiên chiều mai nếu mà cái yếu tố hấp thụ nó tốt tạo ra những cái phiên gọi là bùng nổ mở biên thì anh chị mình có thể mình đánh được còn SSI thì hôm nay chính là cái phiên mà em đánh em đánh đối với mặt kiểu này ha ngày mai nếu mà tốt mình đánh giá tăng thêm vẫn được đối với những cái con như thế này ha đối với những ngành chứng khoán thì em sẽ ưu tiên những cái con những cái mã cổ phiếu những cái dòng em cũng có cập nhật với anh chị mình rồi á thì những cái dòng nào nó báo cáo xấu trong cái quý tư quý tư này là những là những cái con tâm điểm để mà em đánh cho những cái quý gọi là quý 1 hoặc là quý 2 trong năm nay anh chị lưu ý ha rồi tương tự như thế có những cái mã cổ phiếu VCI nó vẫn tăng đấy đúng không ạ VCI là cái con leader giai đoạn trước em cập nhật với anh chị mình đi mua từ cái phiên này nè có nghĩa là đi mua xác nhận khi mà cái những cái yếu tố mở biên nó hấp thụ hết đấy sau đó đánh gọi là đánh rất là thanh thoát sau đó điều điều chỉnh này sau đó test về này gì không khi mà cổ phiếu cổ phiếu nó vượt qua những cái vùng tích lũy của cổ phiếu rồi á thì những cái nhịp test lại là hoàn toàn bình thường đấy test lại này anh chị gọi là khi mà yếu tố nó test lại volume thấp không xuất hiện yếu tố bán tháo đa phần nó chủ đạo là đến từ những cái gọi là cái rung lắc theo cái thứ yếu tố về mặt thị trường chung thôi đấy đó là những cái con như thế này anh chị cầm sóng thì mình cầm được ha mình kỳ vọng cho những cái target nó về làm giá 30 3 đến giá 35 đối với cổ phiếu VCI trong những cái nhịp sắp tới của cổ phiếu ha đó nên là những cái trạng thái như thế này anh chị mình phải cần cần phải lưu ý và cần lưu tâm nên là nhóm ngành chứng khoán em đánh giá cái độ mức độ hấp thụ của cổ phiếu đang tương đối tốt à, so với cái những cái tin tức nó ra so với cái báo cáo kết quả kinh doanh xấu nhưng mà VND báo cáo lộ nhưng mà cổ phiếu nó vẫn duy trì một cái xu hướng tăng đấy đấy mới là những cái dấu hỏi để anh chị mình đặt ra đấy nên là trong những cái khoảng thời gian này á anh chị mình đọc những cái tin tức mà mình đầu tư á thì nó sẽ cực kỳ khó anh chị lưu ý ha nên là những cái hiệu ứng ngược nó xảy ra em cũng có cập nhật với anh chị mình rồi á rồi là những cái con giống như con SH S này, đấy là những cái con test cung này, ngày mai rất là dễ nổ. Anh chị mình lưu ý những cái con này này, ngày mai bùng nổ lên, anh chị mình đánh được những cái điểm nổ của cổ phiếu á. Vùng tích lũy cổ phiếu nó chưa bước thoát đâu. Đó là những cái con này là những cái con loại hai. Đấy, nhưng mà những cái con này là con loại hai, anh chị lưu ý ha. Đấy là đánh thì có thể mình, mình có thể mình ưu tiên khi mà cổ phiếu nó mở biên đánh đánh lên. Anh chị đây là chính là những cái điểm đánh của cổ phiếu. Những cái này ngày mai rất là dễ nổ ha. Những cái nhóm chứng khoán nhỏ giống như là SFS uh, S này hay là SBS thế, ngày mai rất là dễ nổ đấy có thể bùng nổ lên những cái điểm nhắn đấy là những cái con mà anh chị mình cần lưu ý tới còn vẫn tập trung tiêu trọng lớn vào những cái con mà nó thuộc dạng có những cái yếu tố đầu ngành có những cái yếu tố cơ bản tốt á giống như là vnd ssi vci hay là những con hcm hôm nay vẫn vững đỉnh đúng mà cái con này nó vẫn duy trì một cái trend tăng đấy thị trường của chúng ta rung lắc như thế nào đi nữa áp lực chốc lại như thế nào, như thế nào đi nữa nhưng mà tôi tôi lại nó vẫn trong một cái trend tăng đấy nó đâu có vấn đề gì đâu những cái con này còn chẳng mà nó thùng về 24 sau đó nếu mà tiếp tục nó bùng nổ lên anh chị mình cứ nâng nâng dần cái mức chặn lại lên thì cái vùng kháng cự mạnh đối với cổ phiếu á nó sẽ rơi vào khoảng giữa 28, 26 đến 28. Đấy, quanh cái ngưỡng này đấy mới là những cái vùng kháng cự lớn trước mắt đối với cổ phiếu. Đấy, nên là những cái vùng đây chính là những cái điểm target trước mắt cho những cái nhịp sóng này đối với mã cổ phiếu của HCM ha. Hay là những cái Đấy là một vài cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Rồi tiếp theo những cái nhóm ngành thép này anh chị thông Báo cáo lộ rất là nhiều nhưng mà sao anh chị? Cổ phiếu nó vẫn tăng. Đấy, tại vì sao? Những cái yếu tố xấu đó nó đã trải qua nó đã phản ánh qua giá cổ phiếu những cái giai đoạn này rồi còn những cái giai đoạn sau này á là qua những cái cơn bị cực nó đến những cái hồi thái lai của cổ phiếu có nghĩa là nó chưa phải bước vào một cái giai đoạn phát triển mạnh mẽ giống như là chu kỳ của năm 2020 mà nó bước vào một cái giai đoạn gọi là phục hồi thích nghi và tồn tại Đấy, sau đó nó mới đến những mới đến những cái cơn sóng lớn của cái việc mà cổ phiếu nó tạo ra những cái gọi là cái dư địa của doanh nghiệp nó tạo ra những cái việc gọi là nó phát triển một cái doanh nghiệp cho những cái dư địa lớn còn thời điểm này sao chị nó vẫn duy trì một cái trên tăng đúng không ạ cái là những cái con này là những cái con cổ phiếu khỏe đấy nên là anh chị mình cần phải lưu ý đối với những cái con này đấy hay là ho sen nam kim như thế tương tự như thế họ phát hoa sen nam kim đấy hôm nay tiếp tục nó tăng đúng không ạ thì hôm trước em mua nam kim ở cái phiên này này thì, khi khi cổ phiếu nó có những sự phản ứng tích cực thì mình phải tham gia Đấy mình tham gia vào cái phiên ngày 27 tháng 1 có nghĩa là sau những cái dịp Tết á thì khi mà cái báo cáo nó ra mà nó có những cái sự phản ứng nó tích cực á thì mình phải tham gia. Đúng không ạ? Để mình chờ đợi ăn những cái biên độ nhịp độ nổ tiếp theo. Đấy nên là đối với nhóm ngành thép thì nếu mà anh chị mình đánh những cái tỷ trọng lớn, mình có thể mình ưu tiên mà cổ phiếu của Hòa Phát. Còn nếu mà anh chị mình tạo ra những cái yếu tố mà nó có những cái hiệu ứng nó phiêu linh hơn một tí á, nó ta mang tính chất đầu cơ hơn một tí á thì mình có thể mình lưu ý mà cổ phiếu của Hòa Xe hoặc là nam kim ha thì nam kim cái lượng hàng ngày mai về nếu mà hấp thụ tốt thì nó sẽ đánh tiếp tục đấy đấy nên là cái lượng hàng ngày mai nó lượng hàng vào chiều mai á, nó sẽ tương đối quan trọng nó tương nó quan trọng giống như là cái phiên ngày hôm nay ha nếu mà hấp thụ tốt test cung như thế này nữa rút chân như thế này nữa thì nó sẽ có một cái điểm đánh tiếp tục đối với mà cổ phiếu của nam kim lúc đó mình sẽ đánh tiếp tục hoặc là mình đánh gia tăng khi mà mình đã có những cái vị thế hôm nay hàng về rồi đang lãi anh chị lưu ý ha hôm trước tham gia ở cây okay, này nè thì lúc đó cái quanh cái giá 15.5 15.6 thôi đó là những cái vị thế tốt ha rồi tiếp theo qua những cái nhóm ngành banh này hôm nay rút chân cũng rất là mạnh mẽ giống như FTB này sáng nó giảm hai ba phần trăm cuối phiên nó tăng lại năm phần trăm đúng ạ à. sao chị đâu có vấn đề gì đâu đúng ạ à. những cái con này chị mình cầm nắm nó không xuất hiện điểm mua Đấy nhưng mà những cái con này là những con mà nó vẫn còn được những cái xu thế đấy hay là BIDV CTG cũng thấy thôi Đấy những cái yếu tố điều chỉnh này quay trở lại những cái vùng gọi là cái vùng gọi là cái vùng dòng tiền vào điểm trước này đấy lập tức có những cái điểm hỗ trợ tạo ra những cái phiên tích công những cái con này anh chị mình cầm xuống á, thì anh chị mình cứ tiếp tục mình cầm nắm ha CG cũng tương tự cổ phiếu ha những điểm test này test lại nó hoàn toàn bình thường những cái điểm test lại anh chị mình thấy này vô volume thấp không xuất hiện bán tháo thì những cái điểm test này toàn bộ những cái vùng nền dưới này đều là những cái điểm hỗ trợ cổ phiếu cả nên là có hàng chị mình cứ tiếp tục mình cầm nắm thêm ha hay là những cái con như con MBB này cũng thế thôi anh chị ha MBB hôm trước mình tham gia ở cái phiên này Chứ có nghĩa là những cái phiên mà nó tạo ra được những cái điểm mồi sau đó những cái phiên sau nó tăng 5% đấy hiện tại đang vẫn có những con lại rất là tốt đối với những cái con như thế này ha đấy nên là những cái điểm gọi là nó đánh rất là bài bản này anh chị mình xem qua này vùng tích lũy của cổ phiếu này sau đó đánh vắt lên test lại đấy những cái con này ngày mai mở biên vượt giá 20 anh chị mình đánh giờ tăng thêm vẫn ok đối với những cái con giống như là mvb ha đấy đặc biệt nó phải vượt giá 20 anh chị lưu ý ha thì nó lúc đó nó mới vào một cái vùng trên mới thì lúc đó có thể mình tạo ra những cái dư địa nó về làm giá 22 và 24 trước mắt trong những cái nhịp tiếp theo ha nên là những cái con mà tích lũy trên những cái vùng kháng cự này, này là những con anh chị mình phải cần chú ý và mình quan tâm ha chứ không phải là những cái điểm rung lắc mình phải bán mình bán ở những cái vùng gọi là nó khi mà cái yếu tố hoang loạn nó hình thành á thì nó rất là dễ mình rất là dễ bị yếu tố tâm lý khi mà cổ phiếu nó quay đầu trở tăng trở lại nó đạt được những cái điều kiện đánh của mình á thì mình rất là khó anh chị mình tạm giảm trở lại anh chị ha nên là cái vấn đề này thì chị mình phải cần thứ nhất là cần có một cái phương pháp cái thứ hai á cần phải có một cái view cần một có một cái sự trải nghiệm trên thị trường Hoặc cái thứ ba thì anh chị mình phải cần có những cái cái người bạn đồng hành đối với anh chị mình thì nếu mà anh chị mình uh, cần có những cái uh, yếu tố này thì anh chị mình có thể liên hệ với em để mà mình, mình cùng đồng hành cùng em trong cái room khách hàng mình đưa ra những cái nhận định cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha đó là nhóm ngành banh hay là rồi tiếp theo qua những cái nhóm ngành khác giống như là nhóm ngành bất động sản thì ngày hôm qua là những cái phiên mở biên của cổ phiếu. Tại tuy nhiên là gặp yếu tố thị trường chung Chúng thôi nhưng mà những yếu tố mở biên như thế này thì khả năng kỳ vọng trước mắt nó sẽ về làm giá 16 vượt giá 16 nó sẽ vào một cái xu thế mới đấy anh chị lưu ý đối với mà cổ phiếu của đắc xanh ha khi nào vượt giá 16 anh chị mình đánh nó tương tự là còn bây giờ á còn nếu mà cái trường hợp ngày mai cái yếu tố dòng tiền vào đột biến á thì anh chị mình có thể mình lưu ý nhưng mà đối với nhóm ngành bất động sản thì em gọi là thật sự thì em vẫn chưa ưu tiên trong cái năm kể cả trong năm 2023 khi mà nó đạt được những cái điều kiện đánh thì mình chỉ nên đánh ngắn thôi thì rất là khó để mà nó tạo ra những cái cơn sóng dài như là giống như là những cái năm trước được nên là nhìn chung là mình kỳ vọng cho những cái mức độ ngắn thì cái điểm gọi là điểm, điểm rắc đối với mà cổ phiếu của đất xanh á thì nó sẽ rơi vào khoảng giá 16 nếu mà rắc giá 16 này thì kỳ vọng nó sẽ có một cái điểm sống mới đối với cổ phiếu ha à, đấy thì anh chị mình cần chú ý đối với những cái điểm rắc nhớ tương tự giống như là những cái mà cổ phiếu nhóm anh dầu khí hay là DG gồm thế này có thể là trong những nhịp sắp tới nó sẽ test về lại vùng nền biên trên nó quanh giữa 20 nên là chị nào đã lỡ có hàng rồi thì mình cần thì nhóm ngành bất động sản em chỉ lưu ý ba mã cổ phiếu thôi đất xanh đích hay là sale đấy cũng sale thì con nó đang có những cái quá trình nó về lại những cái vùng nền biên trên này đấy thì nó sẽ rơi vào khoảng giá hai Đấy, nếu mà ngày mai nó bứt thoát giá 26 thì có thể đã tiến đến những cái vùng target tiếp theo nó sẽ rơi vào khoảng giá 34, 33, 35. Nếu mà ngày mai đạt những cái điều kiện á thì em sẽ quan tâm đối với những người nhóm ngành này. Đấy thì có thể thì thì những cái vấn đề này nó phải bắt buộc nó phải mình phải quan sát trong phiên thôi anh chị ha chứ không phải là những cái thời điểm này thì mình phải gọi là mình đón được những cái phiên ngày mai nó vận động như thế nào. Thì nếu mà hấp thụ tốt thì bất thông giá 26 thì thì mình sẽ có một cái chu kỳ đánh mới đối với cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản ha. Nói chung và còn sale nói riêng. Rồi tiếp theo qua những cái con khác giống như là nhóm ngành đầu tư công này, HHV nó vẫn tăng. Có nghĩa là đây là những cái thời điểm chốt lại của cổ phiếu rồi. Nó là chỉ phù hợp cho những anh chị nào chặn lại á chứ không phải là những cái điểm mua hầu như những cái giai đoạn giai đoạn này nó không xuất hiện những điểm mua tuy nhiên là nó cũng phải chưa phải xuất hiện một cái điểm gọi là để mà anh chị mình phải gọi là mình phải tiêu cực đối với cổ phiếu cả hay là tiêu cực về mặt thị trường cả những cái con này anh chị mình chặn lại thôi cũng gọi là đóng cửa dưới giảm 13 anh chị mình chặn ha nên là những con VCG này hôm nay tiếp tục nó quay trở lại nó tăng ngày hôm qua chốt lại hôm nay tăng đấy đúng không ạ nó, hình thành do hầu như nó hình thành nên những cái biên độ lòng nếu mà nó biên độ lòng leo như thế này này tạo ra những cái phiên gọi là đánh thung những cái điểm hỗ trợ thì đó mình mới gọi là mình mới chặn lại còn những cái giai đoạn này á những cái giai đoạn nó vẫn còn tiếp tiếp diễn những cái xu hướng đấy nhưng mà nó không xuất hiện những điểm mua đối với những cái nhóm này nữa nên là chỉ mình cần chú ý tới mình phải tập trung vào những cái con á, mà nó có những cái biên độ tích lũy nó đủ lớn gọi là tích lũy vùng kháng cự hay là tích lũy tạo ra một cái vùng nền tích lũy lớn á, thì mình mới tạo ra được những cái dư địa tăng tốt mà những cái điểm mua an toàn đối với cái cái việc mà những cái quan trị rủi ro hay là quan trị về mặt danh mục của anh chị mình hay là quan trị về những cái điểm mua của anh chị mình ha hay là những cái con giống như là con C4G này cũng thế này đang hấp thụ tương đối tốt này hôm nay hàng về hấp thụ tốt này ngày mai cái phiên này ngày mai cái lượng hàng về tạo ra những phiên tết cung hấp thụ nữa vượt giải 13 nó sẽ vào một cái nhịp mới nữa anh chị lưu ý ha hay là những cái con những con IDC cũng thế này IDC Đức mình có tham gia cái từ cái phiên này vùng giá 38 tám, hôm nay vùng giá 40 thì cũng lại đâu đó là khoảng khoảng hơn hai giá rồi nếu mà ngày mai nó tạo ra những cái phiên bùng nổ mở biên đi lên dòng tiền nó có những cái điểm nhấn về mặt dòng tiền nữa đấy là những cái thời điểm anh chị mình đánh cho tăng hay là mình đánh cho những cái xu thế mới ha thì những cái thời điểm tích lũy cổ phiếu nó đã vượt qua rồi đây là chính là những cái điểm retest trở lại đấy nó đang chờ đợi một cái phiên gọi là phiên xác nhận về mặt dòng tiền để mà nó đánh cho một cái dư địa mới nên là những cái con này anh chị mình phải cất chú ý tới trong cái phiên ngày mai ha còn đối với nhóm trụ chú ý mặt phiếu của con đấy bao thì nó đang nó vẫn còn một cái kênh xuống có nghĩa là nó chưa tạo ra một cái sự phô mô đủ lớn có nghĩa là nó tăng nó chỉnh nó tăng nó chỉnh có nghĩa là nó tăng xong rồi nó loại bỏ những cái cung hàng nó tăng nó loại bỏ những cái cung hàng mà thường những cái giai đoạn á mà tăng tăng loại bỏ tăng loại bỏ thì nó sẽ tăng rất là bền đó anh chị mình để này giai đoạn này này tăng chỉnh tăng chỉnh nó tăng rất là bền từ khi nào khi đó, một khi đó, mà nó phải tạo ra một cái hiệu ứng gọi là phô mô gọi là những cái phiên gọi là cái nhịp độ chạy nước rút á thì lúc đó cổ phiếu nó mới dễ điều chỉnh sâu đúng à những con bản chất mà nó tăng tăng chỉnh tăng chỉnh á thì nó sẽ tăng xong nó đòi bỏ cung hàng nó tăng lên rồi bỏ cung hàng nó không tạo ra những cái sự hưng phấn nó không tạo ra những cái sự phô mô thì cái việc mà cũng là hàng phân phối nó rất là khó đó nên là những cái con này nếu mà anh chị mình bắt qua cái nhạc một giờ anh chị mình sẽ thấy rõ hơn tại vì thường trong phiên á những cái điểm vào á thì mình hay bắt cái nhạc một giờ có nghĩa là trong xuyên suốt trong giai đoạn này cổ phiếu không có những cái tín hiệu phân phối mà hầu như á là nhân viên bung nổ lên sau đó tạo ra một cái vùng nền bung nổ lên tạo ra vùng nền gọi là rung vũ tạo rung nền đây là những cái điểm test cổ phiếu này đấy thì những cái vùng này anh chị mình lưu ý cho những cái điểm năng tiếp theo vào cái phiên ngày mai hà đấy đấy là những cái con mà anh chị mình cần chú ý tới đối với thị trường của chúng ta chứ không phải là cái việc mà anh chị mình thấy cái thị trường của chúng ta điều chỉnh thì anh chị mình tiêu cực thấy thị trường tăng anh chị mình lại phô mô nó cực kỳ gọi là những vòng thấy rất là khó cho những cái gọi là cái điểm mua điểm bán và những cũng là những cái tâm lý cho anh chị mình ha nên là anh chị mình phần cần chú ý tới về một vài cái mặt cổ phiếu nó đạt được những cái yếu tố tích cung đạt được những cái tín hiệu về mặt dòng tiền đi trước để mà mình cùng tham gia cho những cái dư địa tiếp theo cho những cái nhịp đầu tiếp theo trước khi nó có những cái diễn biến mới em thì em sẽ liên tục em cập nhật với anh chị mình trên cái kênh youtube này cũng như trong những cái trong room cộng đồng hay là room khách hàng của mình ha nếu mà anh chị mình cần gọi là có nhu cầu về đồng hành cùng em trong cái đông khách hàng thì anh chị mình có thể liên hệ với em với số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong đồng khách hàng nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của mình ha thì để mà mình cùng nhau mình đồng hành một cách nó phù hợp nhất nó tương trợ lẫn nhau để mà mình mang lại một cái hiệu quả đầu tư nó tốt nhất cho mình ha thì em cũng xin cảm ơn anh chị mình đã chú ý và theo dõi cái kênh youtube của em cũng như lắng nghe cái video này thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh ha để lại một cái comment cùng để mà mình tạo ra những cái động lực để mà mình tiếp tục phát triển trong cái kênh youtube này ha thì em cũng xin kính chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta sẽ tiếp tục những cái đà bùng nổ cho những cái phiên ngày mai ha em hẹn anh chị mình ở những cái video sau em cũng xin kết thúc video tại đây